nó, vợ của nó ra sau láng nó thấy. Giờ nó mới cái gì xù, nó bơ làm cái chứ. Mà còn 20 thước nữa là tới vợ nó. Nó thấy vợ nó bơ bơ, cái nó bơ giết lại rồi nó chụp tài vợ nó không có tiêu à. Dạ. Đây nó bơ giết lại nó chụp. Rồi vợ nó hụt mất tiêu. Có nghĩa rằng cái lúc mà Tuấn bơi tới đó, bơi tới là phải gần tới chỗ chị Hà Tuấn mới chụp quý vị, đúng không? Không gần tới sao chụp, 20 mét tay Tuấn sao chụp tới. Có nghĩa là bà con ấy khi bắt đầu phát hiện ra cái sự việc đó, là chị Hà cách chỗ cái như là xà lan là khoảng 20 mét theo lời của chị Nam nha. Rồi Tuấn chặt dây xuồng rồi cứ bơi bơi tới, bơi riết tới, có nghĩa là bơi tới chỗ chị Hà rồi. À, rồi cái như là Tuấn chụp, rồi chị Hà chìm xuống mất tiêu. À, mà theo lời của Tuấn, theo lời Tuấn vậy, vợ em cách em 10 mét. Đấy, rồi cái như là tự nhiên chìm xuống một cái hẫy. Có nghĩa là giữa hai cái lời kể của dì Năm nè với là Tuấn á, cho một cái câu chuyện. Câu chuyện đó là chị Hà chìm xuống. Nó đã có khác nhau rồi quý vị. Và tôi phân tích rất nhiều cái điểm khác nhau qua cái lời kể của dì Năm và lời kể của Tuấn. Về cái thời gian, về cái chi tiết cho cái câu chuyện thì nó cũng đã khác nhau hoàn toàn. Nó khác nhau mà nó thật sự quý vị, mình cái như là thấy là cái như là cái vấn đề ở đây đó, hỏi rằng đó, vì sao một cái câu chuyện nó có một kết quả như vậy mà lại cái như là kế một cái diễn biến mạnh là khác nhau. Dì Năm nói cái như là một mốc thời gian này, Tuấn nói một mốc thời gian nọ, rồi dì Năm chia sẻ là một cái gọi là cái khoảng cách 20 mét, Tuấn khoảng cách 10 mét, Tuấn bảo chèo cái xà lan, chèo cái xuồng chưa tới, dì Năm là bảo rằng nó bơi riết tới rồi cái nó chụp là Hà chìm xuống mất tiêu. Sao hay vậy? À, chìm xuống mất tiêu, hỏi lúc đó Tuấn nó làm cái gì? Nó ngồi nó trơ mắt nhìn chìm sao quý bà con? Cũng vô lý đúng không? Một người gọi là vợ của mình đầu óc tay gói mà bây giờ thấy con vợ mình chìm xuống mất tiêu. Rồi mình lái tay mình quơ quơ rồi ngồi trên chiếc xuồng 10 đến 15 phút mới điện cho dì Năm báo cáo. À, mày thấy sự thật vậy phải không? Nếu vậy con có la lên không? Con có đi báo công an đi, là vợ con đã chết dưới nước cầu đó. Dạ. Rồi tôi chụp điện thoại, tôi điện cho cháu tôi là điện cho bên đây hay liền. Nói bây giờ con Hà nó chết dưới nước cầu đó. Rồi dây đồ có buông đi xuống đi. Dạ. Chứ không phải là không báo tôi là người gì đó, tôi điện qua liền. Tính không dám điện bên đây, tôi là dạ, điện. Vậy là cô là gì của Tính? Dạ, Tính nhưng mà tôi thương con Hà này, giữ dàn gia đình tôi là hỗ trợ cho Hà không? Ở trong này không có ai. Bảo ha, thấy tình thương mà Năm thấy ghê quá quý vị. Tôi thương ông Hà dữ dằn luôn. Để thương thì bây giờ đấy, mình biết gì thì chia sẻ thật đi. Thương thì bây giờ nó thật sự cũng phải điện thoại hỏi thăm hỏi cháu thế nào cho quý bà con. Đằng là thấy bà Năm toàn là ly thuyết chay không. Trời ơi, tôi thương ông Hà dữ dằn lắm. Lúc bảo Hà là nắm tiền, lúc bảo Hà tiền ở đâu mà cướp. Riêng cái vấn đề đó thôi, mình cũng cảm thấy là có những cái mà nó cũng đã là nó không có một cái sự trung thực của dì Năm. À, dì Năm chia sẻ có một số vấn đề thì mình cũng phải đặt ngược cho hỏi. Lúc này đó dì Năm khẳng định cũng quyết liệt lắm. Trời ơi, tất cả tiền bạc Hà giữ hết, đeo vòng vàng lên đi con. Nãy đến bây giờ chết rồi không thấy một phân vàng đâu, mà có được có 13 triệu thôi quý vị. Cái này thì gia đình của chị Hà có bức xúc không? Bức xúc đúng đầu chứ còn gì nữa đâu mà cãi. Đây là một người dì chồng nói nha. Một người dì chồng nói thì gia đình mới là đặt rất nhiều dấu hỏi, chứ còn nếu như mà dì ruột của chị Hà nói là cái chuyện nó khác. Đây là một người dì chồng, một người dì ruột của Tuấn chia sẻ. Và cái mấu chốt ở đây đó là cái chỗ dì ruột của Tuấn đó. Chứ còn nếu mà dì ruột chị Hà chia sẻ thì nhiều lúc bà con nói chắc là dì ruột của chị Hà thiên vị chị Hà thế này thế khác. Cho nên nhiều lúc là người ta nói có một số cái vấn đề nó có thể là sai khác đi một cái sự thật. Nhưng đây là nên nhớ rằng dì ruột của Tuấn đã chia sẻ. Tôi hỏi đứa bà con, một người dì mà nói thật sự có ghét cháu như thế nào chứ nữa cũng không thể bán đứng cháu mà. Đó không? Nhưng mà ở đây dì Năm khẳng định cái vấn đề là thương con Hà dữ dằn lắm. Đấy. Nhưng có một câu gì, đừng nói vậy mà oan, có nghĩa rằng dì Năm chẳng mà mượn cái vấn đề là thương con Hà để gọi là đánh đồng con đen thôi. Chứ thật sự ra dì Năm không có thương. Đấy, để vô đó bảo vệ Tuấn thôi. Có nghĩa dì Năm nói rằng tôi thương con Hà dữ dằn lắm, hơn cả con ruột mà anh em YouTube nó hỏi một số câu. Bà nói không, đừng có nói vậy mà oan. Có nghĩa rằng
bà cũng đang gọi là ra mặt để bảo vệ thằng Túng chứ, tại sao thương một người mà đi bảo vệ một người? Chưa thấy gì Năm có một cái lời nào để bảo vệ chị Hà cả, mà đại đa số rằng thương con Hà dữ dằn mà đi bảo vệ thằng cháu ruột. Tôi hỏi quý vị, con bà thương ai? Thương thằng cháu ruột chứ thương ai, đúng không? Em nhìn ra đây đi, tôi là người báo cho Nhi biết, tôi là thương con Hà nhất cái này nè. Chuyện vợ chồng nó gây lộn là gia đình tôi can thiệp, tôi thương con Hà, cháu dâu này thương dữ dằn. Thương con Hà nhất á, có nghĩa rằng trong nhà đó, bên phía chồng của chị Hà đó, là cái như chắc tôi nghĩ là những người kia họ không thương. Cái tình thương mà tình thương của dì Năm dành cho chị Hà mà dữ dằn đó, mà gọi là người thương nhất ở đây. Đúng không? Thương là thương nhiều nhất, dữ dằn nhất, nhưng mà lại đối xử với chị Hà như vậy. Thì những người mà bên gia đình của Túng là những người kia, tôi nghĩ rằng cái tình thương của họ không nhất, có nghĩa họ tuột hạng là số hạng gì rồi. Thì không biết là họ nghĩ chị Hà như thế nào nữa. Ủa thương nhất mà tại sao mà lên cộng đồng mạng quốc một câu là con Hà nó trầm cảm nặng, nó dậy chồng không được rồi, nó nhảy xà lan, nó tự giặt. Thương nhất bây giờ cái đoạn clip mà trên sông Dầm Cống đâu? Cái đoạn clip mà cái trên cái cầu Dầm Cống là gì Năm nói là có cái clip đó, có camera đấy, người ta quay, người ta thu lại được hết rồi đó. Đâu rồi? Đúng không? Ủa thương nhất mà sao tại sao bây giờ nó thật sự ra không có điện mà động viên an ủi cho hai đứa nhỏ? Thương nhất mà sao tự nhiên bây giờ không phối hợp ở dưới gia đình của chị Hà để mà tìm ra một sự thật? Có nghĩa là liên quan những vấn đề đó thì dì Năm cũng nói rằng bây giờ thôi để cho gia đình của người ta tìm đi, rồi đưa cái vật chứng đó lên, rồi thằng A Sinh nó sẽ đi tù. Đấy là lời của dì Năm đó, mà không biết là thương nhất cái gì. Tôi hỏi tất cả mọi vấn đề, bà con thấy tình thương của dì Năm nó có những cái lạ, quá lạ luôn. Suy đi tính lại là cái tình thương của dì Năm là một trong những cái tình thương lạ nhất và đáng sợ nhất. Không ai mà thương cái đó cả quý vị. Chủ tôi chưa cân bằng con Hà này nữa. Đó, bây giờ ở dưới lên can thiệp đặt nào tôi cũng ra tôi chia sẻ cho. Tôi nói tính là mày đừng có hành hung vợ của dì Năm, không có đồng ý, tôi thương nó dữ lắm. Tuấn à, mày đừng có hành hung vợ. Lời của dì ruột Tuấn nói đó quý vị. Là Tuấn có hành hung, đúng không? Trước giờ Tuấn có hành hung rồi, anh trai của chị Hà cũng đã nói rất rõ rồi. Từ trước giờ Tuấn là cái như là hành hung, kể như là em tôi cũng nhiều lắm. Và bây giờ qua lời của chị Nam cũng nói là chúng ta thấy rằng cái sự mà trùng khớp của là lời của anh Vũ với là lời của chị Nam nói là có một trong vấn đề ở đây là Tuấn có hành hung vợ về trong quá khứ, là Tuấn có hành hung vợ. Đây là một cái lời khẳng định từ dì Năm, thì còn gì nữa đâu mà phải là để đặt cái dấu hỏi quý vị, là chúng ta phải tin rồi chứ không thể đặt dấu hỏi. Có nghĩa là Tuấn có hành hung vợ là trước khi mà cái như là xảy ra cái chuyện này, là Tuấn có hành hung vợ. Còn không biết là trong cái quá trình xảy ra chuyện thì Tuấn có động thái gì hay không. Chứ theo lời của dì Năm nói thì mình hiểu rằng trước khi xảy ra chuyện là Tuấn đã từng hành hung vợ. Tôi nói quý bà con, đây là lời nói của dì ruột Tuấn. Lời nói của dì ruột Tuấn là dì Năm. Dì Năm nói chẳng là chúng ta không nghe. Chẳng lẽ dì Năm mà ghét Tuấn đến mức độ mà bây giờ lại đi nói không có về Tuấn. Điều đó nó hơi vô lý. Một người dì ruột á, thì ít ra họ cũng thương cỡ như là người cháu, như giống như một người mẹ thôi. Chẳng lẽ bây giờ dì Năm lại đi nói xấu Tuấn quá vậy? Chẳng lẽ dì Năm đi nói những cái mà Tuấn không có? Mà sao là những cái lời dì Năm nói mà nó trùng khớp với lời của anh Vũ nha? Anh Vũ nói trời ơi, thằng đây nó cũng hành hạ em tôi, nó cũng bạo hành bạo đồ. Anh Vũ cũng đã chia sẻ. Rồi dì Năm cũng nói trời ơi, cái như là Tuấn nó cũng là thế này là khác với chị Hà. Thì tôi hỏi quý vị, cái vấn đề đây là cái như là mình phải hiểu rằng trong cái quá trình xảy ra cái sự việc chị Hà nhảy xà lan đó, rồi Tuấn có cái tác động gì hay không, có những cái vấn đề gì hay không? Tôi có ví dụ đêm hôm, một cái câu ví dụ thế này, có nghĩa rằng khi mà con gà trống nó rượt con gà qua mái, gà mái mà hoảng loạn quá nhiều lúc nó nhảy rớt cái giếng quá vậy, điều đấy là cũng có khả năng. Cái cần gà trống nó dí là gà mái không còn đường thoát, là cái nhà tuôn nhảy đụng chỗ nào nhảy nó nhiều lúc nhảy rớt xuống giếng luôn. Cái điều này bà con nào ở quê mà cái đào giếng nước mà cái nuôi gà rồi chắc bà con cũng đã từng vớt gà từ giếng lên đó không? Có giữa dòng hồn chết là tôi muốn nói thêm.
Tôi thương nó dữ lắm, tôi đi á, lấy xe du lịch, tôi đi giúp sư, giúp đồ, tôi cúng, tôi giấy, tôi chụp nhớ. Có mà ngày giờ này đã mới đi rồi, tôi còn cái sai gì nữa. Bà con thấy không? Người ta chết ấy, không lo tổ chức đi tìm, mà lấy xe du lịch ở đi mà rước sư rước đồ, rước sư rước đồ tổ chức cúng bái. Tôi nói thật sự nha, nếu mà không có móc sách, không có móc sách thì bây giờ có đưa tới đấy hàng ngàn ông sư chăng nữa thì cúng cũng không, tôi khẳng định quý vị luôn. Thật sự ở đây là gì, năm cúng rồi sư cũng dìa rồi, cũng là tan đàn hết rồi đó. Thì chị Hà vẫn nằm dưới dòng sông mà đó, sau này phải nhờ móc sách hỗ trợ chị Hà mới lên. Thế tôi hỏi quý vị, bây giờ mà có 10 ông sư hay là có 100 ông sư mà tới chăng nữa thì mãi mãi là không bao giờ lên được. Mà vì sao là người ta lại cái như là có những cái gọi là thiên về cái vấn đề tâm linh đó. Vì tâm linh là một trong những cái không thể giải thích được, thì người ta đang chỉ vào đó để sau này giả sử như là bê linh bê đồ nó hỏi trời ơi ba ơi, ba có tìm mẹ nhiệt tình không ba, nó trời ơi ba tìm lắm con ơi, bây giờ sư sải đồ bà Năm bà lái xe du lịch bà tới bà rước sư rồi về cúng con thấy đâu. Bà Năm cũng lên cái như chia sẻ rồi, tối rồi con cũng thấy là ba cả như là đi tìm mẹ tìm đồ của con ấy, cái kênh của nông dân cũng là công chiếu vào những cái thước phim là ban đêm, có nghĩa rằng túng là cũng là ban đêm cũng đi tìm vợ á, rồi dì Năm cũng rước sư rước đồ tới cúng đó. Nhưng mà có những thước phim túng phủ nhận cái vấn đề là không, em mà em đi tìm vợ em là vợ em nó giận nó không lên, của mình làm chi mà vợ giận không lên. Mà bà con cái tin không? Bà con cái tin là bây giờ chết rồi mà còn biết giận biết hờn, biết giận hờn vu vơ không? Đấy. Chết rồi còn biết là giữ của không? Đấy. Có một số người bây giờ cái như là giống như lúc nãy tôi nói đó quý vị, để cứ kết luận cho chị Hà một cái, trời ơi chị Hà chắc là chị linh lắm, chị linh lắm, chị chết mà chị còn giữ của, cho nên chị ơi đó chị giữ xà lan chị không đi. Tôi nói giữ ông nậu tôi cho xà lan đó, thằng Tuấn nó muốn kéo thì lúc nào không được mà giữ, đúng không? Mà tại sao giữ của mà lúc mà chị Hà lên đó, đáng lẽ chị Hà lên là cái như là Tuấn nó kéo xà lan đi không được chứ, mà sao nó vẫn là điều ông chính xuống kéo xà lan phát một. Người ta chết rồi đâu còn biết nữa đâu quý vị, mà cái như là gán cho người ta một cái tội gọi là cái vẫn còn cái như là tiếc của giữ, mà sao không giải thích vấn đề khác? Tại sao không giải thích cái vấn đề mà cái như là chị Hà vướng cái gì, chị Hà đang bị cái chi á, chị Hà không lên được do móc xét. Tôi nói quý bà con, cái móc xét là một trong những cái gọi là cái nó phá tan cái như là cái kịch bản, phá tan kịch bản này. Đây giống như một trong những cái thước phim dài tập, thật sự quý vị, một trong những thước phim mà gọi là dài tập mà chưa có cái hồi kết. Đến bây giờ tất cả những vấn đề đêm hôm tôi nói bây giờ liên quan cái chi tiết mà cái anh chàng mà túng trả 800 ngàn đó, thì cái anh đã túng trả ở đâu, trên bờ hay trả trên xà lan, mà trên bờ là túng đi cái thời điểm nào túng trả, trong đó chúng ta không có nghe bất kỳ chi tiết nào túng lên bờ. Cái vấn đề thứ hai là những người mà bây giờ họ cái tham gia chung với Tuấn ở lúc mà đậu trong cái bến đó, bốn cái chủ nhân, bốn tài công ở mà cái xà lan đó là ai đó, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe thấy. Khi một cuộc cãi vã mà đến cao trào thì Tuấn nói chắc ăn những người bên cạnh sẽ nghe, nhưng tất cả bây giờ nó nằm trong một sự im lặng, đúng không? Nằm trong một sự im lặng. Hành động Tuấn chặt cây xuồng ra cứu vợ, nhưng thật sự khi thấy vợ chìm phát là Tuấn lái tay Tuấn quơ quơ, Tuấn không có động thái là nhảy xuống cứu vợ ngay, mà Tuấn lại leo lên chiếc xuồng, Tuấn ngồi 10 đến 15 phút rồi điện cho gì đó. Tuấn bảo rằng là chị Hà đang trôi xuống, nhưng mà theo lời của dì Năm nói là chị Hà đang bơi bơi. Yeah. Có nghĩa là qua những người này nói là cái như là nó có những cái khác nhau, có những cái khác nhau. Qua lời của Tuấn nói mình cũng khẳng định một vấn đề là vận tốc dòng chảy lúc đó đang có, đang có. Mà tại sao mà vận tốc dòng chảy có mà cái chị Hà không thể trôi đi chỗ khác, mà lại chìm xuống và nổi lên đúng một vị trí trong vòng 12 ngày đó. Nó phải có một cái gì đó đó quý vị, nó có một cái gì đó chứ không phải không có đâu. Chìm xuống một cái hỷ, bà con cứ nghe cái lời của Tuấn nói chìm xuống một cái hỷ, thì chúng ta cái như là biết rằng cái tốc độ mà cái như là chìm cái như là vô cùng nhanh đó. Tốc độ chìm là vô cùng nhanh, chìm xuống một cái hỷ rồi mất tiêu luôn, mà tốc độ chìm nhanh lắm.
cô nói vô chồng cháu vô mày cho má sẽ